Nhẹ nhàng thôi, cúi xuống xem nào. Tránh xa chỗ đó ra. Cô có đang quay không đây? Tại sao cô không ghi hình lại hả? Nữ quay phim thậm chí chẳng buồn vác máy quay trên vai mình lần nào nữa. Đã như thế cả ngày rồi. Ba người họ cứ đi được 10 feet là người dẫn chương trình lại đột ngột chui vào một lùm cây nào đó, rồi ra hiệu cho bản thân cô và bảo vệ cũng phải làm điều tương tự như thế. Sự kiên nhẫn của cô đang mất dần, nhưng rõ ràng là chưa đến mức mất kiên nhẫn như người nhân viên bảo vệ. Khi người đàn ông uốn cong ngón tay trỏ của mình vào một bên của khẩu súng trường, cau nhau với bản thân bằng tiếng Swahili. Nữ quay phim đáng lẽ không nên nhận công việc này. Giờ cô ấy mới biết thì đã muộn. Họ đã thâm nhập quá sâu vào vùng hoang dã Tanzania để có thể ngay lập tức quay trở lại. Họ đậu xe dép của họ vào một buổi sáng sớm và bắt đầu đi bộ vào lúc mặt trời mọc. Màu xanh mờ nhạt của khu rừng tối xung quanh như đang gửi cho cô thông điệp rằng mặt trời đang sắp mọc nữa rồi. Người dẫn chương trình quay sang phía cô và luồn ngón tay vuốt mái tóc được định hình tỉ mỉ của mình. Làn da hồng rực của anh ta đã bị cháy nắng và bong chóc dưới ánh nắng mặt trời. Anh ta trông như thể một con hồng hạc bị buộc phải tham gia vào thử thách cả ngày khi xuất hiện dưới ánh đèn LED vòng. Người dẫn chương trình đằng hắng và lau sạch mồ hôi trên trán. Có tin đồn rằng khu vực mà chúng tôi đang thâm nhập hiện đang được tuần tra bởi các máy bay không người lái được quân sự hóa rất tinh vi. Không chỉ bản thân tôi mà cả nhóm của tôi đều đang mạo hiểm mạng sống của mình ở đây. Nhưng đó là điều cần thiết khi bạn đã quyết định sống như một extreme vegan. Anh ấy khăng khăng muốn thu hình lại thêm vài lần nữa. Đến lần thử thứ 5, nữ quay phim dừng ghi hình, lấp đầy băng ghi hình của một cuộn phim bằng mấy thứ này thì thật lãng phí. Extreme vegan, họ sẽ nghĩ ra cái gì tiếp theo nữa nhỉ? Cô ấy đã chuyển đến Tanzania với mơ ước được hoàn thành các bộ phim tài liệu về một thủ đô Dar es Salaam giàu có. Những tập phim tuyệt đẹp của các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới đang trầm ngâm bên một hồ nước hoặc đang trên đường săn mồi nhằm nuôi dưỡng những con non đang đói meo của chúng. Những cảnh quay thật mà không phải là chương trình thực tế vô nghĩa này. Người dẫn chương trình vừa chạm chân tới đây thì đã ngay lập tức bắt đầu hỏi về nơi có quán ăn nhanh gần nhất, sau đó nổi khùng lên vì wifi trong sảnh khách sạn quá chậm. Nhưng có tồi tệ đến mức đó thì ít nhất anh ta cũng có vẻ vô hại. Nhưng tên nhân viên bảo vệ của họ thì... Nữ quay phim liếc nhìn hắn ta. Người đàn ông này có vẻ giống một tên côn đồ địa phương đeo súng hơn là một chuyên gia được đào tạo. Chắc hẳn xưởng phim đã thuê anh ta bởi giá rẻ, họ muốn tiết kiệm tiền. Chúa mới biết họ cũng thuê cô làm video và âm thanh chỉ để cắt giảm chi phí. Đáng lẽ cô ta phải đánh hơi được sự đáng nghi này từ trước và từ chối ngay mới phải. Một luồng sáng, nó quét qua cây cối rất nhanh đến nỗi gần như bắt được cả hình bóng của ba người họ. Nữ quay phim đã kịp cúi người tiếp đất đúng lúc. Chiếc máy quay lóng ngóng đập mạnh vào vai khiến cô đau đến suýt khóc. Một tiếng rít cơ học lấp đầy màn đêm. Ánh sáng quét qua kỹ càng khi tất cả họ nằm bất động trên mặt đất, rồi cũng đột ngột biến mất như khi nó xuất hiện. Ánh sáng vụt tắt và âm thanh xa mờ dần. Có lẽ những chiếc máy bay đó không được tạo ra như âm thanh của chúng. Người dẫn chương trình rõ ràng rất run rẩy. Đôi mắt thao láo của anh ta nháo nhác nhìn các bụi cây xung quanh khi họ đứng dậy. Quá đủ cho việc trở thành một extreme vegan. Nữ quay phim liếc nhìn tên nhân viên bảo vệ của họ. Trên mặt hắn ta đang nở một nụ cười vặn vẹo. Cô nhận thấy một mặt dây chuyền nhỏ đã tuột khỏi áo của hắn. Một mảnh vỡ trắng nhỏ đeo trên một sợi xích thủ công. Cô ấy đã quay phim rất nhiều con voi. Đủ để cô nhận ra mảnh vỡ ấy rõ ràng là một chiếc ngà voi, ngay cả khi trong thời tiết tối đen như thế này. Nhân viên bảo vệ, à không, tên săn trộm bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Hắn ta nhếch mép lên cười. Anh ta nói tiếng Swahili với giọng trầm trầm. Chúng ta đi tiếp thôi. Khoác khẩu súng trường trên vai, tên săn trộm tiến về phía trước theo hướng mà máy bay không người lái vừa phóng đi mất vài phút trước. Nữ quay phim và người dẫn chương trình chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo hắn. Trong một thời gian dài, cả nhóm bước đi trong im lặng, tính từ khi máy bay hạ cánh. Đây là quãng thời gian lâu nhất mà người dẫn chương trình câm miệng. Nữ quay phim đáng lẽ sẽ tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng nếu như không có sự bất an bệnh hoạn đã bao trùm lấy họ lúc này. Chiếc máy bay đó có thật không nhỉ? Nếu thật thì chính xác là họ đang thâm nhập vào đâu chứ? Một loại cơ sở bí mật, nghiên cứu sinh vật biến đổi gen hay trại lao động? Nhưng trông nó giống như bất kỳ mảng rừng nào khác ở Tanzania. Có lẽ cũng không phải thế. Nghĩ đến đó, theo những bước đi mà nữ quay phim dần dần bắt đầu nhận thấy vài sự khác biệt nhỏ. Ban đầu chúng quá nhỏ bé để có thể tìm hiểu chuẩn xác, chỉ là một cảm giác lạ thường trong không khí hoặc một âm thanh lạ. Có lẽ là do thực vật chăng? Dù không phải là một nhà thực vật học nên cô ấy không thực sự biết những thứ mình nhìn thấy chính xác là cái gì. Nhưng khoảng thời gian tiếp xúc với thiên nhiên hoang dã của cô là đủ lâu để cô nhận ra một vài loài thực vật. Nhưng bây giờ cô ấy phát hiện ra tất cả các loại này đều rất mới lạ. Đằng này một bụi cây lá đỏ khổng lồ, đằng kia là một cái cây với trái cây tím dài. Cô ấy hỏi người dẫn chương trình rằng chúng là gì. Anh ta ngơ ngác ngước nhìn lên cái cây đầy những quả màu tím. Đây không phải là mục đích của bộ phim tài liệu này sao? Khám phá những nơi xa xôi nhất trên thế giới, tìm kiếm các lựa chọn thay thế thuần chay. Tôi chả biết nữa, nhưng dù sao chúng ta hãy quay phim thôi.
sẵn sàng chưa? Người dẫn chương trình hái một quả và đưa nó vào ống kính, rồi ngay lập tức sẵn sàng giải thích về dược tính của trái cây, mức độ chất xơ, mức đường tự nhiên và mức tiêu thụ nước thấp. Toàn dối trá, người phụ nữ quay phim mắng anh ta. Người dẫn chương trình lật trái cây lên và hét lên, ném nó đi xa nhất có thể với cánh tay mảnh dẻ của mình. Không bao giờ để lãng phí một thước phim nào. Nữ quay phim di chuyển ống kính theo trái cây như bản năng, phóng to hình khi nó hạ cánh dưới chân một cái cây. Ở đằng kia, bên dưới lớp vỏ tím tái bò ra một con bọ tai. Nó rất lớn, dự đoán thì khoảng hơn 3 inch. Thật kỳ lạ, nếu cô ấy không biết gì hơn, cô ấy sẽ nghĩ đó là... Một giọng nói làm ba người bọn họ giật mình. Nó vang lên từ phía sau họ, ngay trên dốc. Người dẫn chương trình vặn người thật nhanh, nhào sang một bên. Nữ quay phim hướng máy ảnh lên đồi và chụp lấy nét. Tên săn trộm lại nhanh như chớp rút lại khẩu súng trường, đặt ngón tay sẵn sàng trên cò súng. Trong bóng tối, họ có thể nhận ra những gì họ đang thấy. Nó chắc hẳn là một người đàn ông, với chất giọng của một người đàn ông. Nhưng nó to lớn, vĩ đại hơn tất thảy bọn họ. Với chiều cao gần 7 feet, họ không thể phân biệt bất kỳ hình bóng nhân loại nào ở đây. Những hình dạng kỳ lạ được tạo ra theo cách nào đó. Nó được làm từ cái gì chứ? Giọng nói lại vang lên lần nữa, một giọng nói sâu lắng, đinh tai nhức óc, nghe giống như âm vang của một trận động đất ở dưới đáy đại dương hoặc vang vọng qua một khu rừng. Có những âm thanh khác được chồng chồng xếp lớp trong giọng nói của nó, như âm thanh ríu rít lanh lảnh và tiếng gầm gào phát ra từ cổ họng. Nữ quay phim nhìn những người bạn đồng hành của mình, rõ ràng là cả hai đều không hiểu nó đang nói gì. Không phải tiếng Swahili, không phải tiếng Anh, không phải tiếng Pháp hay tiếng Ả Rập. Tuy nhiên, ý nghĩa của giọng nói rất rõ ràng là không ai chào đón họ cả. Lần đầu tiên, người dẫn chương trình tắt tiếng cứng họng. Tên săn trộm đặt băng súng trên vai hắn. Tuyệt đấy, bây giờ là công việc của cô ấy. Nữ quay phim hạ dàn máy quay của mình xuống đất và giơ cả hai tay lên, tiếp cận bóng người một cách cẩn thận. Mặt trời chui lên từ đường chân trời xa xa trên dốc. Chỉ trong một vài khoảnh khắc nữa thôi, cô ấy sẽ có thể nhìn thấy thứ sinh vật lạ đó, bất kể nó là gì. Bằng tiếng Swahili, cô giải thích rằng họ là một đoàn làm phim, đến đây để quay một bộ phim tài liệu thôi. Họ sẽ không có ý định gây hại và sẽ hạn chế tối đa làm bất cứ điều gì gây xáo trộn môi trường. Sinh vật này có vẻ như không hiểu và chỉ lặp lại mệnh lệnh trước đó. Chắc hẳn là một dạng mệnh lệnh, nghe rõ ràng là như vậy. Nữ quay phim bất lực nhìn đồng bạn, đúng lúc nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang lao nhanh về phía họ. Nó chạy rất nhanh hết mức có thể trên mặt đất bằng cả bốn chân. Nó lướt qua tên săn trộm và người dẫn chương trình, chụp lấy máy quay của cô từ mặt đất và phóng thẳng nó vào một cái cây. Nó đâm sầm vào một cái cây và tan tác thành từng mảnh rơi xuống đất. Ánh mặt trời xuyên thủng đường chân trời, lấp đầy thung lũng bằng ánh sáng rực rỡ. Nữ quay phim xoay quanh và nhìn thoáng qua bóng dáng trên đồi. Nó là một người đàn ông, đúng không nhỉ? Cao gần 7 feet. Người đàn ông được tô điểm với các loại hoa, hoa anh đào và nấm. Hộp sọ và da thú của các loài động vật treo khắp trên vai ông ta. Những họa tiết chạm khắc đầy màu sắc trên khuôn mặt, nét cổ xưa và kiêu hãnh hằn sâu trong đường nét đặc trưng của ông ta. Chiếc sừng trâu, châu phi kiêu hãnh mọc trên đầu ông ta, nằm nổi bật những chiếc đầu lâu thể hiện vinh dự chiến thắng. Nhưng tất cả những gì cô có thể nhìn chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Bóng người biến mất. Một làn gió thơm ngào ngạt phủ xuống người cô từ nơi mà bóng dáng vừa xuất hiện trong khoảnh khắc trước đó. Người đó đã mất rồi. Người dẫn chương trình gào lên. Nữ quay phim có thể thấy thứ gì đó nguy hiểm sáng lên trên khuôn mặt anh ta. Anh ta đã tìm ra câu chuyện của mình. Cô ấy chỉ không biết rõ nó là gì thôi. Tên săn trộm cũng cười. Cười một cách ghê rợn. Hắn đang nhìn những trái cây tím bị vứt bỏ từ trước. Không, chờ đã. Hắn ta đã nhìn con bọ tai vẫn đang lổm ngổm quanh đó. Cô hướng theo cái nhìn của hắn và điều này đã kiểm chứng những nghi ngờ lâu nay của cô. Đó là loài bọ tai Saint Helena Earwing, rõ như ánh sáng ban ngày đang chiếu vào những cặp chân thoăn thoắt của nó. Loài này đã bị tuyên bố là tuyệt chủng vào năm 1967. Người dẫn chương trình đang đi tiếp xa hơn xuống thung lũng. Tên săn trộm vác súng trường trên vai và đi theo, không thèm lướt nhìn nữ quay phim dù chỉ một chút. Cô ấy đi đến bên cái máy quay hỏng của mình và khuỵu xuống, không có hy vọng. Cô lấy ra thẻ nhớ SD từ đống mảnh vỡ của máy quay phim và nhét nó vào túi. Sinh vật đó ném vỡ máy quay để làm gì nhỉ? Nó là một con khỉ hệ đội loại thế? Người dẫn chương trình gọi cô ấy. Vứt quay cái máy quay đi, tôi có một cái máy quay giấu kín trong túi rồi. Dù sao, trông nó cũng chân thực hơn. Theo những bước tiến về phía trước, họ chứng kiến ngày càng nhiều loài động vật hoang dã. Vào buổi sớm bình minh, các loài động vật khác nhau đang dướn mình trên đôi chân duỗi thẳng và đi lang thang qua các cây. Lúc đầu chỉ là những sinh vật nhỏ bé, tắc kè hoa, rùa, côn trùng. Nhưng chẳng bao lâu, họ thấy một con linh dương, một gia đình linh dương châu Phi, thậm chí là một con hà mã từ xa. Nhưng tất cả các loài động vật có một điểm chung, tất cả chúng đều đã được tuyên bố tuyệt chủng từ nhiều năm trước, thậm chí từ nhiều thế kỷ trước. Nữ quay phim ngậm miệng lại và không nói bất cứ điều gì. Rõ ràng cô không muốn cho tên săn trộm biết về sự tồn tại của chúng, dù rằng đánh giá về động cơ cho các hành động của hắn, nhưng hắn ta thực sự làm tốt việc tìm đường ra. Đột nhiên, cánh rừng mở ra. Một hồ nước có kích thước bằng một cái hồ lấp đầy tầm nhìn của họ. Động vật các loại bay lượn, bơi lội, tắm táp, uống nước và nô đùa trong không khí buổi sớm.
Những chú vẹt nhỏ nhảy múa trên không trung, tê giác thơ thẩn dạo trên bãi nông. Một chú chim dodo đang trên đường họp mặt với đồng bạn khi đi ngang qua họ. Đây chắc chắn là một cảnh trong giấc mơ nào đó. Cuối cùng thì người dẫn đường cũng nhận ra, anh ta quay sang với những người bạn đồng hành của mình, mắt mở to, vốn dĩ tính nói điều gì đó nhưng bỗng sững lại, nhìn chăm chăm một thứ gì đó đằng sau, một cái bóng bao trùm. Nữ quay phim quay lại để xem. Một con voi, da nó trắng như tuyết buổi sáng, với đôi mắt tròn xoe màu hồng, da và nhăn nhau như dòng thời gian đã hằn lên vết cơ thể nó. Nó to một cách kỳ lạ, đến mức khó mà tin nổi. Tất thảy những con voi được cô từng quay khi trước đó, nó cũng phải nhỏ hơn vài tấn. Con vật khổng lồ này bước đi chậm rãi, từng bước một ngay trước mặt họ, gần đến mức cô ấy có thể vươn tay ra và chạm vào nó. Mọi bộ phận trên cơ thể của cô ấy đều khao khát làm thế, chỉ là cô ấy rõ ràng rằng bạn không nên can thiệp vào tự nhiên. Con voi đi qua họ rồi biến mất trong khu rừng. Cô ấy nhìn vào bạn đồng hành của mình một cách hào hứng. Đôi mắt kẻ săn trộm sáng rực lên. Người dẫn chương trình đang vội vã đi dọc theo mép nước. Đôi mắt cô theo dõi chuyển động của anh ta. Ở đó, gần mép nước, đã có một người đàn ông cao lớn quỳ gối từ trước. Anh ta ngồi bên cạnh con dê rừng núi Amper, đang thở hổn hển và căng thẳng. Nó nằm nghiêng một bên, bụng phập phồng, máu hòa lẫn với nước hồ. Nữ quay phim lại gần hơn, nhìn người đàn ông vuốt ve con vật một cách ôn hòa. Ông ta đặt một bàn tay đầy màu sơn sau sống lưng con vật và đỡ đẻ một cách nhẹ nhàng. Lát sau, một con non cũng ra đời. Ông ta đỡ lấy mỗi chú dê non bằng một cái tay của mình và thả nó xuống nước, rửa chúng sạch sẽ trước khi trả lại cho mẹ chúng đang nằm trên bờ. Người dẫn chương trình gọi ông ta, giơ tay chào hỏi. Này ngài, ông có muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn với tôi không? Nó dành cho một bộ phim tài liệu truyền hình mang tên là Extreme Vegan. Bóng người cảnh giác đứng dậy và quay về phía họ. Hai người bọn họ đứng đối diện cách nhau chỉ vài bước chân. Những loài động vật tưởng chừng tuyệt chủng này lại ríu rít và chiêm chiếp kêu xung quanh họ. Để duy trì một lối sống thân thiện với môi trường như vậy, ông hẳn phải có rất nhiều lựa chọn thay thế trên thực vật trong chế độ ăn uống của mình. Sữa yến mạch, thực phẩm thay thế thịt hay bơ. Bí mật của ông là gì? Như một tín hiệu, một con trâu trồi lên khỏi mặt nước và tiếp cận họ. Người đàn ông vẫn không rời mắt khỏi người dẫn chương trình, khom lưng và đưa tay xuống dưới thân con trâu tìm thấy núm vú của nó. Ông vắt sữa trâu vào bàn tay khung khung của mình, rồi ông đưa lên miệng uống chậm rãi, nhìn chăm chăm xuống người dẫn chương trình từ trên cao. Sau một lúc, ông ta lại vắt thêm sữa vào tay và đưa nó về phía họ. Ông ta nói một từ bằng chất giọng cổ xưa, chỉ có điều lần này nó nhẹ nhàng hơn, mang vẻ tiếp đón nồng hậu hơn. Không được. Ông có biết việc tước đi nguồn sữa tự nhiên của mấy con non tội nghiệp đó là phi đạo đức như thế nào không? Người dẫn chương trình cường điệu. Người đàn ông phớt lờ anh ta và thay vào đó đưa tay về phía nữ quay phim. Không suy nghĩ, cô bước về phía trước và cúi xuống, uống sữa trực tiếp từ lòng bàn tay ông ta. Nó ấm áp và béo ngậy, đặc như kem, nhưng thực sự ngon. Cô ấy nhìn vào mắt người đàn ông, cặp mắt màu nâu sẫm, nhưng trong ánh sáng buổi sớm, cô còn bắt gặp các đốm sắc vàng, xanh lá cây, tím và xanh dương. Giọng nói của người đàn ông thậm chí còn nhẹ nhàng hơn khi ông ta nói chuyện lần nữa. Alaliwa, tên của ông ta, đó chắc chắn là tên của người đàn ông đó. Cô giơ một tay lên ngực, chuẩn bị mở miệng tự giới thiệu. Băng, phát súng xé toạc khoảng không. Động vật gào thét và chạy tán loạn, đổ xô, trốn vào cây cối. Chim lấp đầy bầu trời, nháo nhác bay lên các ngọn cây. Nhiều đến nỗi chúng lẫn vào với nhau. Đầu của người phụ nữ quay vòng lại, tiếng súng phát ra từ những cái cây đằng sau họ. Một tiếng gầm to lớn và lạnh lẽo hơn bất kỳ loài vật nào có thể tạo ra lại phát ra từ Alaliwa. Lần này, ông ta không chỉ như tan biến nữa, mà giống như dịch chuyển vậy. Dây mây và rễ cây xuyên ra khỏi bụi đất, quấn quanh ông ta, luồn lách vào khoang miệng và hốc mắt ông ta. Lực lượng đưa ông ta vào lòng đất mạnh tới mức tạo ra những gợn sóng trên mặt hồ. Một tiếng nổ ầm ầm tràn ngập mặt đất. Người dẫn chương trình co rúm lại bên mép nước. Tiền vô dụng. Nữ quay phim chạy vào rừng cây, lần tới tiếng súng nổ, không mất nhiều thời gian để tìm thấy nó. Con voi trắng nằm nghiêng người, những dòng máu đỏ chảy như sông trên lồng ngực theo những hàng lông tơ cổ xưa và trên làn da nhăn nhau của nó. Hơi thở của nó ngắt quãng và dồn dập. Kẻ săn trộm đứng trước con thú đang hấp hối. Hắn ta quay người sang nữ quay phim rồi nở một nụ cười điên cuồng sáng rực. Hắn há miệng muốn nói, nhưng cổ họng hắn bị xuyên thủng và nổ tung bởi một thân cây. Máu phun tung tóe lên cao, rải rác trong không khí. Nữ quay phim chứng kiến thân cây đó xuyên thấu cơ thể kẻ săn trộm trong sự kinh hoàng khốn khổ. Rễ cây thắt chặt bàn chân và mắt cá chân. Thân cây đâm vào từ phần lưng dưới và xuyên ra khỏi cơ thể từ đường cổ họng. Các nhánh cây đâm xuyên ra khỏi lồng ngực và thái dương của hắn ta. Mọi thứ diễn ra và kết thúc chỉ trong vài giây. Những bông hoa hồng tươi đẹp rực rỡ nở bung trên cây. Xác của kẻ săn trộm bị treo lơ lửng như một con rối kỳ cục nào đó. Không một tiếng động, Alaliwa xuất hiện từ trên cây và đi qua nữ quay phim, đi qua xác kẻ săn trộm và rồi quỳ xuống bên con voi. Ông ta giơ một bàn tay chạm lên vết thương của con vật. Nữ quay phim chờ đợi với hơi thở chậm chậm. Ông ta sẽ chữa lành cho nó. Cô ấy có thể cảm nhận được điều đó. Đó là sức mạnh cuối cùng của Alaliwa. Ông ta có thể cứu lấy con voi, chắc chắn rồi. Nhưng dòng máu đỏ vẫn cứ chảy.
Hơi thở của con voi dần dần yếu đi, cho đến khi sự im lặng lấp đầy khoảng không. Không có tiếng chim hót ríu rít, không một làn gió xào xạc cây cối, không còn gì khác ngoài những tiếng nấc hấp hối, lặng yên. Sau đó là âm thanh đến xé lòng, thứ âm thanh đau lòng nhất mà nữ quay phim từng nghe. Alaligua bắt đầu than khóc, thảm thiết. Cô ấy không còn được chờ đón ở đây nữa. Đây không phải là nơi cô ấy thuộc về. Không nói một lời, nữ quay phim đứng dậy và đi bộ trở lại đồi và ra khỏi thung lũng. Đang bước đi thì cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần mình. Người dẫn chương trình ở gần đó, tay anh ta cầm trái cây và quả mọng. Anh ta mỉm cười giải thích với cô ấy về cách mà anh ta sẽ mang những thứ này về nhà và gieo trồng chúng lên, bắt đầu một chuỗi quán sinh tố gọi là Alaliguas. Nếu cửa hàng đầu tiên hoạt động tốt, họ có thể nhượng quyền, giữ cảm giác địa phương nhưng mở rộng sang... Một sợi cây đâm xuyên qua cổ họng anh ta, cắt ngang những câu từ giang dở. Cú đâm thứ hai xuyên qua ngực anh ta, làm vỡ chiếc máy ảnh đang giấu kín. Thế là hết chuỗi sinh tố gì đó rồi. Nữ quay phim không nhìn lại, cô ấy cứ đi, đi mãi, thâu qua ngày và đêm tiếp theo. Và cô ấy tìm thấy một con đường và dừng lại, vẫn còn cái gì đó trong túi cô ấy. Cô ấy lấy thẻ nhớ SD ra và nhìn nó, mỉm cười buồn bã. Cô cầm lấy chiếc thẻ nhớ giữa những ngón tay và rồi bẻ nó thành hai nửa gọn ghẽ. Người đàn ông mà bạn vừa chạm trán sâu trong vùng hoang dã Tanzania cũng có thể không phải là người đàn ông nào cả. Người ta biết rất ít về cấu tạo di truyền học của SCP-5411 hay còn được gọi là Alaligua. Ông ta dường như là giới tính đực, là sự kết hợp từ các thành phần của nhân loại, động vật và thực vật. Những thứ thực vật và gia thú mà nữ quay phim quan sát thấy ông ta mặc trên người không phải là vật dụng quần áo mà là những bộ phận phát triển tự nhiên theo như các nhà nghiên cứu giải phẫu học Alaligua, khiến ông ta mang một vẻ ngoài tựa như một pháp sư của một bộ lạc thổ dân nào đó. Toàn bộ các nỗ lực để giao tiếp với Alaligua đều không mang lại hiệu quả, kể cả những khi ông ta nói chuyện, thứ ngôn ngữ ông ta dùng cũng vẫn chưa được nhận biết. Ông ta dường như không hiểu tiếng Anh, tiếng Swahili hoặc tiếng Ả Rập và cũng không quan tâm đến việc học chúng. Alaligua lang thang tự do trong một khu vực rộng 35 km² ở vùng thảo nguyên Nam Tanzania. Địa điểm này đã được chỉ định là SCP-54110 và một khu vực loại trừ đã được thiết lập xung quanh đây. Hàng rào, dây thép gai và máy bay tự động hoạt động tuần tra vòng ngoài. Một con dê hiến tế luôn được giữ tại địa điểm này để sẵn sàng hiến tế bất cứ lúc nào như một phần của nghi thức ràng buộc nhằm khoản thúc SCP-5411. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa có bất cứ điều gì có thể chứng minh Alaligua là mối đe dọa đối với bất kỳ ai khác ngoại trừ những kẻ làm xáo trộn hệ sinh thái tinh tế mà ông ta sinh sống. Vùng đất của ông SCP-54110 đang là ngôi nhà sinh sống cho một số loài động vật châu Phi đang bị đe dọa nghiêm trọng hoặc gần như tuyệt chủng. Rất nhiều trong số chúng đến từ các quốc gia khác trong lục địa. Tê giác đen, kỳ đột phía Tây, chim cánh cụt châu Phi và một con voi bạch tạng được gọi là bóng ma là trung tâm của văn hóa dân gian địa phương. Không rõ làm thế nào những con vật này đều đến sống trong khu vực này, nhưng rõ ràng là có sự liên hệ giữa sự chăm sóc của Alaligua đối với thiên nhiên và sự tiếp tục tồn tại của những loài sinh vật này. Nhiều trường hợp được chứng kiến cho thấy Alaligua đã đỡ đẻ con non cho nhiều loài, chăm sóc động vật bị thương và thậm chí là tái sinh đồng cỏ để cung cấp thức ăn và nơi cư trú cho các loài động vật khác nhau. Alaligua được biết đến là người sở hữu các năng lực như dịch chuyển tức thời, khả năng vô hình, khả năng câu thông với động và thực vật, sức mạnh tinh thần điều khiển động và thực vật hay khả năng điều khiển động vật bằng sức mạnh tâm trí. Khi một mình, Alaligua sử dụng những khả năng này để chăm sóc cho hệ sinh thái địa phương của mình. Tuy nhiên, ông ta sẽ mang tính công kích và quyết đoán trong việc xử lý bất cứ yếu tố nào mà ông ta cảm thấy là mối đe dọa đối với trật tự tự nhiên. Ông thật được biết đến là người tạo ra và điều khiển các sinh vật hình người nhỏ, cao tầm khoảng 1 mét, được tạo thành từ lá cây, gỗ, bùn và đá. Những sinh vật này được chỉ định là SCP-54111 sẽ thể hiện hành vi săn mồi cơ bản, thực hiện các mệnh lệnh của SCP-5411 như phá hủy thiết bị ghi hình thuộc về nữ quay phim của chúng ta. Chúng có khả năng chạy ở tốc độ lên tới 75 km/h. 58 mẫu vật SCP-54111 sẽ bị coi là kẻ thù ngay khi chúng rời khỏi khu vực loại trừ SCP-54110. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại dường như đã được thỏa thuận tốt giữa các nhà nghiên cứu SCP và SCP-5411. Alaligua có vẻ hài lòng với hệ sinh thái của mình và công việc bảo tồn mà ông ta thực hiện cho khu vực này chứng minh nó mang lại những lợi ích lớn lao vô giá cho những người nghiên cứu về biến đổi khí hậu và phúc lợi môi trường sống. Giống như các loài động vật trong các bộ phim tài liệu về tự nhiên, tốt nhất chúng ta chọn cách không can thiệp và để tự nhiên vận hành theo đúng phương hướng của nó. Bây giờ, hãy đi tiếp và xem một video khác từ hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-867, cây máu, một dị thường gây ác mộng khác có nguồn gốc từ thực vật.
và hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một video bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.